chào quý vị. Thì khi xài sản phẩm Cosmo Hill Super Size, quý vị sẽ không biết sử dụng như thế nào cho phải, thì đây là Ngọc Huyền chia sẻ cái kinh nghiệm của Ngọc Huyền và hướng dẫn một tí cho quý vị khi dùng sản phẩm Super Size Cosmo Hill quý vị nhé. Mỗi buổi sáng thì Ngọc Huyền rửa mặt sạch xong thì Ngọc Huyền sẽ sử dụng gì? Nước giữ ẩm ha quý vị ha, Miracle, nước giữ ẩm để thẩm thấu làn da, để mà tạo mức mà làn da và sẽ hấp thụ tốt những cái sản phẩm của Super Size Cosmo Hill. Bước thứ nhì thì Ngọc Huyền sẽ xài tế bào gốc Albumin quý vị nhé. Và sau đó thì quý vị ơi, rất là đơn giản, quý vị mở ra và để trên tay mình từng giọt, vùng trán một giọt, vùng má phải một giọt, vùng má trái một giọt, một giọt là thêm một tí vùng mắt và vùng mũi, vùng miệng, thêm một giọt nữa ngay cái cổ của chúng ta, để khi mà chúng ta sử dụng bảo vệ luôn cái làn da cổ thì sẽ thích hợp với cái da mặt của chúng ta, để trẻ hóa làn da căng bóng mịn màng. Bên cạnh đó đó, sản phẩm Super Size Cosmo Hill đó sẽ giúp cho chúng ta balance được cái lượng nước và lượng dầu trên da mặt, sẽ gần như là chống hết những cái mụn nhỏ, những cái mụn li ti, hoặc là sản xuất những cái mụn lớn ở trên mặt chúng ta. Thí dụ như quý vị biết không, Ngọc Huyền ăn sầu riêng nóng quá đó, thì Ngọc Huyền chỉ cần là xài thêm một chút nữa vào trong những cái mà ẩn da đỏ mà ăn sầu riêng nóng đó, thì qua ngày hôm sau là cái da mặt của Ngọc Huyền liền lại, cũng không có bao giờ nổi mụn. Rồi cái step thứ ba thì sau khi xài Ambu xong đó thì Ngọc Huyền sẽ xài là Perfect Sun Serum, để mà chúng ta có thể đi ra ngoài trời an tâm hơn về những cái tia nắng mặt trời rọi vào da chúng ta. Và bên cạnh đó, trong dưỡng chất serum cũng có những cái dưỡng chất là làm cho căng mịn bóng làn da. Sau cùng thì là Ngọc Huyền xài cái Perfect Sun Cover, để chi? Để hai cái này cộng lại với nhau đó là chúng ta sẽ không cần phải xài bất cứ một cái phấn nền nào khác, mà vẫn bảo vệ cái da của chúng ta và có thêm một thứ làm cho sáng da của chúng ta hơn. Phấn nước là phấn nền nữa quý vị. Thì sau khi xài Sun Cover, quý vị đánh phấn nền đó vào và chúng ta đánh một tí bóng mắt và thoa môi, và chúng ta sẽ tự tin đi ra ngoài làm việc cả ngày, da chúng ta chắc khỏe, trẻ đẹp, và bên cạnh đó không sợ gì những tia nắng mặt trời làm hủy hoại làn da chúng ta quý vị nhé. Thì buổi sáng Ngọc Huyền đã chia sẻ cho quý vị là chúng ta xài gì, và bây giờ thì buổi tối, sau khi chúng ta buông bỏ hết công việc trở về với gia đình, thì chúng ta đừng quên là rửa mặt thật sạch sẽ. Sau đó trước khi lên giường ngủ thì chúng ta có thể xài lại nước thần, vẫn là nước thần, để mà thẩm thấu ẩm cái làn da, để mà hấp thụ những cái thể chất tốt trong sản phẩm Super Size. Thứ nhì thì chúng ta xài tế bào gốc quý vị nhé, nhất định phải sử dụng tế bào gốc, bởi vì tế bào gốc sẽ tái tạo làn da chúng ta, sẽ giúp cho làn da chúng ta trẻ khỏe. Bên cạnh đó đó, tố chất ở phía bên ngoài làm cho chúng ta, như chúng ta ăn dầu mỡ nhiều nóng nè, hoặc là những tia nắng mặt trời vân vân, thì tế bào gốc Super Size sẽ giúp chúng ta quân bình lại hết tất cả những gì có thể làm ảnh hưởng đến da của chúng ta. Sau đó thì để mượt mà làn da hơn, căng bóng mịn và tươi trẻ, thì chúng ta đừng quên cái bước thứ ba là xài Super Size Hydration quý vị ha, gọi là kem giữ ẩm. Như vậy thôi, và quý vị cứ yên tâm ngủ một giấc ngon lành đến sáng dậy, quý vị sẽ thấy sự cải tiến của làn da chúng ta qua từng ngày. Super Size Cosmo Hill của chúng tôi lại có thêm Super Size Mask là mặt nạ đó quý vị. Thì quý vị cứ yên tâm, bởi vì mặt nạ, trong cái mặt nạ của chúng ta có một cái mặt nạ sinh học, thì khi chúng ta đắp vào lại giúp cho làn da chúng ta khỏe hơn và thẩm thấu được hết tất cả những cái gì sản phẩm của chúng ta đưa lên trên cái da mặt của chúng ta. Đơn giản như vậy thôi. Và kinh nghiệm của Ngọc Huyền sử dụng như thế nào thì Ngọc Huyền chia sẻ lại quý vị như vậy. Mask thì quý vị có thể xài một tuần từ 2 đến 3 lần. Tuy rằng mất thời gian nhưng mà hãy cố gắng dùng, thì quý vị sẽ thấy da mình cải tiến rất là nhiều. Và đặc biệt là chỉ cần xài
từ 1 đến 3 ngày thôi là quý vị đã thấy kết quả hẳn trên làn da của chúng ta. Và Ngọc Huyền tin chắc rằng quý vị sẽ yêu thích Cosmo Hill Super Size, cũng như Ngọc Huyền tin tưởng và yêu thích sản phẩm này.